Xin kính chào tất cả quý khách hàng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đỗ Nguyễn HBK Kênh chuyên biệt tư vấn báo giá về chương trình khuyến mại cũng như tổng lăn bánh mới nhất của những dòng sản phẩm Hyundai Như quý vị và anh chị đã biết, trong chương trình tháng 12 và đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ 50% từ chính phủ Việt Nam sẽ kết thúc và rất nhiều những Đại lý hiện tại đang có chương trình khuyến mại cực kỳ tốt dành cho những dòng sản phẩm lắp ráp trong nước của mình và trong video ngày hôm nay em sẽ nêu ra chương trình khuyến mại cũng như tổng lan bánh mới nhất của mẫu dòng sản phẩm SUV Hyundai Santa Fe năm 2023 để những quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo về dòng sản phẩm này có thể lựa chọn đây có phải là thời điểm tốt nhất để lấy xe không ạ và trước khi video được bắt đầu em nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng. Hyundai Santa Fe lưu hành tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản và phiên bản đầu tiên mà em bỉ muốn báo giá cho mọi người đó chính là phiên bản Hyundai Santa Fe 2.5 máy xăng tiêu chuẩn với mức giá niêm yết là 969 triệu đồng và trong chương trình của tháng 12 này, cụ thể ngày hôm nay sẽ được giảm giá lên tới 19 triệu đồng, mức giá sau so giảm chỉ còn lại là 950 triệu và khi áp dụng giảm thuế 50% lệ phí trước bạ áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 thì mẫu dòng sản phẩm Santa Fe máy 2.5 máy xăng tiêu chuẩn sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 034 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 1 tỷ 004 triệu và lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 024 triệu đồng. Ngoài chương trình giảm tiền mặt thì quý anh chị khi lấy xe tại đại lý Hyundai Hà Đông thì quý anh chị sẽ được tặng thêm tùy từng thời điểm gói phụ kiện bao gồm dán phim, cách nhiệt, trải sàn da hay là camera hành trình thì quý anh chị cần một mức giá tốt hơn thì có thể gọi điện trực tiếp tới số để góc trái màn hình để em có thể hỗ trợ và báo giá một cách tốt nhất dành cho mọi người. Phiên bản tiếp theo chính là phiên bản máy dầu 2.2 phiên bản tiêu chuẩn với mức giá niêm yết là 1 tỷ 050 triệu đồng thì trong chương trình của tháng 12 này cũng đang được giảm giá lên tới 20 triệu đồng tiền mặt. Mức giá sau giảm chỉ còn lại là 1 tỷ 030 triệu. Và khi áp dụng giảm thuế 50% trước bạ từ chính phủ Việt Nam áp dụng đến hết ngày 31 tháng 2 dành cho những dòng sản phẩm nắp ráp trong nước thì Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 máy dầu tiêu chuẩn sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 120 triệu đồng. Lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 1 tỷ 090 triệu và lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 110 triệu đồng. Và đó là hai phiên bản tiêu chuẩn, hai phiên bản có mức giá niêm yết thấp nhất và cũng đang có chương trình khuyến mại tương đối tốt sau khi thời điểm mà Hyundai thành công nói chung đã giảm giá niêm yết của mẫu dòng sản phẩm Hyundai Santa Fe lên tới gần 200 triệu đồng so với mức giá cũ. Đến với phiên bản máy xăng cao cấp máy 2.5 với mức giá niêm yết là 1 tỷ 150 triệu đồng thì trong chương trình của tháng 12 này cũng đang được giảm giá lên tới 18 triệu đồng tiền mặt Mức giá so giảm chỉ còn lại là 1 tỷ 132 triệu đồng cho phiên bản 2.5 máy xăng cao cấp. Và khi áp dụng giảm thuế 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ Việt Nam, thì mẫu xe phiên bản 2.5 máy xăng cao cấp sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 228 triệu đồng, lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 1 tỷ 197 triệu và lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 217 triệu đồng, một mức giá cực kỳ tốt sau khi được hạ mức giá niêm yết đối với phiên bản 2.5 máy xăng cao cấp và đây cũng là một trong những mẫu sản phẩm mà rất nhiều quý anh chị lựa chọn là bạn đồng hành với mình bởi những tiện nghi option hay là những trang bị cao cấp và diện mạo cực kỳ là trẻ trung trên mẫu sản phẩm SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe này và phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản 2.2 máy dầu cao cấp với mức giá niêm yết là 1 tỷ 199 triệu cũng đang được giảm giá lên tới 19 triệu đồng và mức giá sau so giảm chỉ còn lại là 1 tỷ 180 triệu. Và khi áp dụng giảm thuế 50%, mẫu xe này mẫu giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 1 tỷ 285 triệu, lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 1 tỷ 253 triệu và lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 273 triệu đồng. Đó là tất cả những thông tin về chương trình khuyến mại mới nhất tại thời điểm ngày 19 tháng 12 đối với mẫu sản phẩm SUV 7 chỗ Hyundai Santa Fe năm 2023. Đây là một trong những mẫu SUV thể thao sang trọng trẻ trung và được rất nhiều quý khách hàng lựa chọn chiếc xe này là chiếc xe gia đình, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner hay là Ford Everest thì mẫu xe SUV Hyundai Santa Fe luôn có tệp khách hàng riêng của mình với ngoại thất cụm đèn trước sau đều là cụm đèn dạng led. Thân xe có những đường gân dập nổi tạo nên sự bề thế cứng cáp. Về trang bị nội thất, trang bị màn hình lên tới 12,3 inch, gói trang bị Hyundai Smart Sense, điều hòa tự động, cần số dạng nút bấm, phanh tay điện tử Auto Hold, màn hình giải trí lên tới 10,25 inch có kết nối Android Auto và Apple CarPlay, hệ thống âm thanh sống động với 10 loa Harman Kardon cửa sổ trời panorama màn hình HUD ghế lái chỉnh điện 8 hướng có nhớ hai vị trí sửa ghế và làm mát ghế hàng ghế thứ ba thì quý anh chị có thể gập phẳng tăng cái dung tích chứa đồ cũng như là phù hợp với những chuyến hành trình dài và đó là tất cả những thông tin mà em nghĩa muốn gửi đến cho quý khách hàng trong video ngày hôm nay video báo giá chi tiết về những dòng sản phẩm phiên bản của Hyundai Santa Fe đang lưu hành tại thị trường Việt Nam quý anh chị cần một mức giá tốt hơn thì có thể gọi điện đi số online để em có thể hỗ trợ và tư vấn mọi người tốt nhất